5, 4, 3, 2, 1 Mùng 1 Tết đánh dấu quán của mình. Bắt tại chuẩn mới được. Sao đang làm gì xong vậy? Cái gì? Hả? Cái gì? Không nghe. Đi dĩa hả? Đau bụng không? Đau cho mình coi với. Lát nữa sửng nhỏ nha. Trời ơi. Thấy cái đùi xin à, chẳng biết cái tiền. Xé phao câu cho nó đi. Chuyển cái này qua bên đó đi. Chuyển cái này qua bên đó đi để ăn trước đi. Cho bên này ăn trước đi. Rồi. Hello. Gà gì sai á? Đầu tiên ăn con gà sao nhỉ? Một cái cánh này cho ra cái cánh kia rồi. Đầu thì chê mà cánh thì quốc lẹ lắm. Rồi. Vừa bấm Michelano mà mọi người ăn. Bấm Michelin vậy đúng không? Cắt muối nữa lên. Cắt cái nhánh cắm lên rồi lên. Đó, rồi lẽ chưa? Đổ cái nước này lên. Nhìn kỹ cho nó miếng nha bánh. Trời ơi, nó thèm đấy, tao làm lẹ. Nghề đầu bếp là một nghệ thuật mà. Alo. Alo chú. Đâu, uống chậm đi. Khoái em luôn á, được, em nấu ở kiền luôn.
Có anh em bao kêu. Rồi ăn đi anh em ơi. Quá đủ quá đủ cái phòng câu qua bên mấy mình chỗ mình vậy? Mấy mình hết chứ. Rồi. 1 2 3 vô. Ác thì chứ con gà ác thì chứ. Ăn đi Nam. Thôi gửi cho em. Làm anh bữa cáo đó. Chơi luôn hả? Công an đi. Cái này hàng ế của mẹ hình anh em ơi. Quà cho thằng em mang về quê mà thôi giờ chân dụng trước đi. Chuyên gia chết nổ. Ông Hoàng chết nổ. Ông Hoàng kích bom. Ông Hoàng C4. Cái quả nó chạy ít quá, xoay quay cái nó nhiều. Quả xoay quay nhiều là nó thấy mấy mảnh kêu. Cái quả nổ sẽ ra nó là giống như pháo hoa luôn. Đúng, 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 thì đang nhớ đem xuống nó tặng pháo bưởi nó để nó tới. Dạ. Để đây giống như pháo bom luôn anh. Nó nổ luôn. Nó nổ luôn. Mà nó bắn mặt rồi. Nó cầm à? Cầm luôn. Mày má. Mày không. Mày đúng mày. Má ông Hoàng chết nổ. Bắn thành viên cái đồ này. Không có giấy nè.
Đâu má mày. Chơi trong phòng đúng không? Ba Tú chửi. Bây giờ ra ngoài đường chơi xem rồi có mày phường bắt không? Ba cái đi chơi ba. Để em để ba chiếc cho ba xem. Hay vậy ba. Cái cây đâu? Cái cây đâu? Cây nè, cây nè. Cây mà kiếm cái cây này dài hơn. Bên ngoài đó mình xem à? Ừ. Bên ngoài mình xem à? Đi mai ra chơi. Đi ra chơi. Đi ra à, vậy luôn. Đi ra à. Ở ngoài đây là nó dính lắm. Quá qua bên, qua bên công viên kìa. Qua bên công viên kìa. Qua bên công viên kìa. Đây là mày một cảnh hai bắt đầu. Cái này là mày một cảnh hai bắt đầu nè. Bây giờ phải làm bên trong hiểu không? Qua phải làm bên ngoài cái mình rút ra đúng không? Ờ đó đi rồi. Ê, giữ bao nhiêu lại cứ chơi đi không cho đâu. Không có bắn đâu. Không, người ta né được. Người ta né được. Không có sao đâu. Trời ơi, đi đâu nè. Từ từ. Vào vị trí, các view hơn. Tay nữa Em ba có muốn chơi không? Tao. Rồi. Bây giờ tao ba bắn nha. Cái này chậm tao được chưa ta? Cái tàu này. Hiểu không? Đây toàn là chuyên gia pháo nổ mà. Trong ngành không. Đây có gì đây. Đây là ba nổ chim mơ. Mày kiếm cái này dài dài xíu coi. Cái này nó được rồi. Tuột nó bắn mặt nó đi mẹ em đi luôn đấy. Đâu quá, đây là người đi rừng tài năng. Hello cái đi mà. Đấy, quay nè. Nè, đi ra. Đi ra đây chưa? Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống. Má
không hiểu luôn á. Ghi tao. Rồi hết đồ chơi luôn. Nhu cao lên, nhu cao lên.